Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 7 tại km 200 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B00418 do TVB điều khiển hướng Nam Bắc. Khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe đầu kéo chở sắt lưu thông cùng chiều phía trước, cú tông làm phần đầu xe khách bể nát bẹp dúm. Phụ xe TXL sinh năm 1992, ngụ Phú Yên, ngồi ở ghế phụ gần cửa lên xuống, tử vong tại chỗ. Một số hành khách bị xe sát được đưa đến bệnh viện băng bó. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị tuần đường đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Các xe ô tô xếp hàng dài di chuyển chậm qua vị trí tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 7, việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất và xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường để cẩu xe khách giường nằm bị tai nạn rời khỏi hiện trường.